Thưa quý vị, thưa các bạn, với dân số hơn 100 triệu người, thị trường trong nước là khu vực có tiềm năng lớn để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp hiện cũng đang nỗ lực quảng bá hàng hóa Việt ra thế giới thông qua kênh phân phối. Việc này không chỉ giúp nhà sản xuất có thêm lợi nhuận mà còn giúp xây dựng hình ảnh thương hiệu ở thị trường trong và ngoài nước. Một số sản phẩm của doanh nghiệp này như đường, nước khoáng Thạch Bích, sữa đậu nành Vinasoy, v.v. được công nhận sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm, Đường Quảng Ngãi đã đẩy mạnh đưa thiết bị cơ giới hóa trong quá trình làm đất, trồng, bón phân, chăm sóc và thu hoạch mía, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại trong sản xuất các sản phẩm sau đường. Sản phẩm đưa ra thị trường phải bảo đảm an toàn từ nguồn nguyên liệu đến thành phẩm. Đây là minh chứng của việc đầu tư cho sản xuất xanh, sạch của doanh nghiệp, giúp sản phẩm dễ dàng vào được các kênh phân phối trong và ngoài nước, cũng như xuất khẩu ra 29 nước trên thế giới. Trong đó có một số thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, Anh, Trung Đông. Hiện nay là công ty rất là trọng tâm, chú tâm đến cái việc là phát triển các cái dòng sản phẩm mà kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh á. Hiện nay hướng tới cái việc xây dựng cái nhà máy ethanol sử dụng cái phụ phẩm là mật tỷ từ cái ngành sản xuất đường. Chúng tôi tiếp tục xây dựng cái nhà máy ethanol. Cái thứ hai nữa là vấn đề là nước thải, thì hiện nay là chúng tôi tái sử dụng lại trong cái quá trình để dùng là tưới cây cho cái khuôn viên của các đơn vị trực thuộc của công ty của chúng tôi. Đây là cái định hướng của công ty trong cái việc phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Siêu thị, trung tâm thương mại là kênh phân phối rất phổ biến, thu hút đông đảo người tiêu dùng đến mua sắm hàng ngày. Bên cạnh các tiêu chuẩn theo quy định, các sản phẩm xanh hướng tới tiêu dùng bền vững luôn được ưu tiên vào hệ thống siêu thị này. Central Retail đang phát triển tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững để tạo nên hình ảnh sản phẩm xanh quen thuộc và lan tỏa tiêu dùng xanh đến gần với người tiêu dùng. Hơn 30.000 sản phẩm được trưng bày bán tại đây đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các sản phẩm xanh, bao bì xanh xuất hiện ở nhiều ngành hàng. Đây là bước ngoặt lớn để thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thỏa thuận các tiêu chí theo xu thế phát triển bền vững với các nhà cung cấp. Đối với khách hàng hiện nay thì họ quan tâm rất nhiều đến chất lượng, và không chỉ là chất lượng đơn thuần mà họ mong muốn là tính minh bạch và truy xuất được nguồn gốc về mặt chất lượng. Thì chúng tôi đang thực hiện thắt chặt ở 3 bước, đó là trước, trong và sau khi bán hàng. Trước bán hàng ở đây thì chúng tôi tập trung vào cái việc mà đó là kiểm tra giám sát đầu vào với các nhà cung ứng và các sản phẩm. Và đặc biệt trong quá trình bày bán thì một trong những yếu tố quan trọng đó là cái thông tin tem nhãn của sản phẩm. Nó phải đạt được cái tính minh bạch và cái rõ ràng. Chúng tôi luôn cố gắng để tiếp nhận công ty trực tổng đài của chúng tôi từ 8 giờ cho đến 21 giờ hàng ngày, tiếp nhận tất cả những cái thông tin góp ý và xử lý các thắc mắc khiếu nại của khách hàng. Bộ Công Thương đã và đang tập trung triển khai xây dựng hệ thống phân phối xanh, áp dụng nguyên lý kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi và phát triển các chợ đầu mối trở thành các trung tâm logistics đáp ứng cho hệ thống phân phối thực phẩm, đưa thương mại điện tử theo hướng minh bạch, bền vững. Đồng thời, tập trung đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức để có thể truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực này. Theo Bộ Công Thương, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, thương mại điện tử đang là phương thức kinh doanh phổ biến, làm thay đổi nhiều cách thức mua hàng của người tiêu dùng hiện nay. Cục Thương mại điện tử đang phối hợp với Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an và các cơ quan khác ở trong Bộ Công Thương, ví dụ như là đơn vị quản lý thị trường, để thực hiện xây dựng và hoàn thiện một cái cơ sở dữ liệu thương mại điện tử dùng chung để có thể tăng cường quản lý hoạt động những cái giao dịch, những cái người bán ở trên những cái nền tảng, trên những cái hạ tầng về thương mại điện tử này. Hiện nay nền sản xuất của Việt Nam đang phát triển cả về chất lượng, số lượng và phong phú về thể loại, thân thiện với môi trường. Các kênh phân phối cũng đang được phát triển đa dạng và hiện đại, giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng hơn trong việc mua sắm các loại nông sản, thực phẩm theo nhu cầu. Theo số liệu thống kê hiện nay, hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ với tốc độ tăng trưởng rất mạnh mẽ, đạt 11,8% một năm. Hàng hóa trong các hệ thống phân phối hiện đại đa số được kiểm soát về chất lượng, mẫu mã và giá cả khi đến tay người tiêu dùng.